gần đây người sáng lập các đano sakli đã xuất bản một video lập luận rằng hệ thống tài chính truyền thống đang bắt đầu tiếp quản ngành công nghiệp crypto và ông ấy hoàn toàn đúng giờ đây mục đích ngầm của crypto là thay thế hệ thống tài chính truyền thống nhưng nếu nó tiếp tục đi theo hướng đó thì hướng hiện tại nó có thể thậm chí còn trở nên lạc hậu hơn bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào của ngân hàng trung ương. Bản thân nó khỏi sự nắm bắt theo quy định. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói rằng không có gì trong video này là lời khuyên tài chính. Đó hoàn toàn là nội dung đào tạo nhằm hỗ trợ bạn trên hành trình crypto của mình. Tôi cũng lưu ý rằng một số thành viên trong nhóm Coiboro coi ADA của các Dano như một phần trong danh mục đầu tư crypto của họ. Và chúng tôi tạo video này hoàn toàn vì đây là một chủ đề quan trọng. Được rồi, như đã nói, video chúng tôi sẽ tóm tắt hôm nay có tiêu đề tài chính truyền thống đang ăn crypto. Nó được sắc ly xuất bản vào đầu tháng này trên kênh YouTube của anh ấy. Và chúng tôi sẽ để lại liên kết tới video trong phần mô tả. Nó rất đáng xem nếu bạn có thời gian, ngay cả khi bạn không phải là fan của các Dano. Sackley bắt đầu video bằng cách giải thích rằng anh ấy đang thảo luận về tầm quan trọng của stablecoin thuật toán phi tập trung trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Ông cũng nhấn mạnh những mối đe dọa mà các stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản tập trung có thể gây ra cho ngành công nghiệp crypto. Điều này đòi hỏi phải làm rõ một chút. Stablecoin thuật toán là một loại crypto duy trì tỷ giá của nó với một loại tiền tệ fiat bằng cách sử dụng một loại thuật toán nào đó. Ví dụ khách tiếng nhất về stablecoin thuật toán là UST của Terra đã sụp đổ vào mùa xuân năm 2022. Tuy nhiên, đây thực sự không phải là loại stablecoin thuật toán mà Sakli đang đề cập đến. Đúng hơn, anh ấy đang đề cập đến một loại stablecoin được hỗ trợ bởi một loại crypto khác, chẳng hạn như dai của MakerDAO. Có thể được tạo ra bằng cách khóa một loại crypto khác làm tài sản thế chấp. Cụ thể là ETH. Điều đáng chú ý là DAI được cho là không được phi tập trung, vì nó chủ yếu được hỗ trợ bởi các tài sản tập trung. Điều này làm cho DAI không khác nhiều so với các stablecoin tập trung khác như USDC của Circle và USDT của Tether, được xác ly phân loại là được hỗ trợ bằng tài sản. Điều đó đơn giản là vì những stablecoin này được hỗ trợ bởi các tài sản trong thế giới thực, cụ thể là nợ của chính phủ Hoa Kỳ và đô la Mỹ. Những tài sản có thể dễ dàng bị tịch thu. Để dễ hình dung hơn, Sackley đã cung cấp một vài số liệu thống kê. Đầu tiên là các stablecoin tập trung chiếm khoảng 10% tổng vốn hóa thị trường của crypto. Bây giờ, điều này nghe có vẻ không nhiều cho đến khi bạn nhận ra số liệu thống kê thứ hai: khoảng 70% tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến một stablecoin tập trung đương nhiên, sachsli nhấn mạnh thực tế rằng các stablecoin tập trung như us và usdt được đúc và mua lại bởi các công ty tập trung thường tuân theo các quy định nghiêm ngặt. ông làm rõ rằng những quy định này không hẳn là xấu nhưng có nghĩa là những thực thể này chịu sự kiểm soát của chính phủ. crypto thì không. quan trọng hơn, điều đó có nghĩa là các thực thể này không thể thúc đẩy sự đổi mới của stablecoin đi quá xa vì nó sẽ vi phạm các quy định. Các thực thể này cũng không thể phát hành stablecoin theo cách phân đoạn. Nói một cách dễ hiểu, tất cả các stablecoin đang lưu hành phải được hỗ trợ một đến một bằng giá trị tương đương bằng đô la Mỹ hoặc trái phiếu. Bây giờ, đây là một vấn đề lớn vì nó có nghĩa là về mặt lý thuyết, các nhà phát hành stablecoin tập trung có thể quyết định chuỗi nào sẽ trở thành chuỗi thống trị trong trường hợp xảy ra hard fork. Nói cách khác, Họ sẽ phải chọn chuỗi nào để di chuyển tất cả chuỗi của họ. Stablecoin vì chúng không thể tăng gấp đôi nguồn cung. Bây giờ, bạn có tin hay không thì tùy, nhưng đây là điều đã được người sáng tạo Ethereum Vitalik Buterin công nhận vào năm 2022. Ông nói rằng nhà phát hành USDC Circle có thể quyết định chuỗi nào thắng nếu Ethereum fork. Đáng chú ý, Cardano không gặp phải rủi ro này vì hiện tại nó không có bất kỳ stablecoin tập trung nào. Bây giờ sau khi nhấn mạnh thực tế rằng các nhà phát hành stablecoin tập trung có thể sử dụng quyền hạn của họ để yêu cầu KYC ở cấp độ blockchain, Sackley đã đưa ra một loạt bình luận chỉ trích việc các Dano không có bất kỳ stablecoin tập trung nào trên blockchain của nó. Điều mà chúng tôi cũng đã chỉ ra trong bài đánh giá các Dano gần đây của chúng tôi. Sackley nhấn mạnh rằng những người đang mù quáng thúc đẩy stablecoin tập trung trên các Dano không nghĩ đến những rủi ro tiềm ẩn mà chúng có thể mang lại tất cả những gì họ quan tâm là thấy giá ADA tăng lên. Và Sarkly đã sử dụng câu trả lời về Bitcoin ETF giao ngay như một ví dụ khác cho suy nghĩ này. Ông lưu ý rằng các quỹ ETF Bitcoin giao ngay hiện nắm giữ hơn 200.000 Bitcoin trị giá hơn 10 tỷ USD và lập luận rằng các nhà quản lý tài sản vận hành các quỹ ETF này hiện có nhiều quyền lực đối với Bitcoin giống như Circle đối với việc chọn các loại crypto hợp đồng thông minh. Điều này vừa thú vị vừa gây tranh cãi. Thật thú vị, bởi vì đó là bằng chứng cho thấy dự đoán của chúng tôi về việc Circle trở thành một trong những công ty quyền lực nhất trong lĩnh vực crypto đang trở thành sự thật. Thông tin thêm về điều đó trong phần mô tả. Điều này cũng gây tranh cãi vì việc kiểm soát Bitcoin đòi hỏi nhiều thứ hơn là kiểm soát giá Bitcoin. Tuy nhiên, Sackley lập luận rằng nếu tại thời điểm các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục nuốt chửng nguồn cung của Bitcoin, Chúng có thể phát triển đến mức có thể kiểm soát Bitcoin trong trường hợp xảy ra fork để tham khảo. BlackRock đã tuyên bố rõ ràng trong đề xuất ETF của mình rằng họ sẽ quyết định hỗ trợ fork Bitcoin nào nếu một fork xảy ra. Và hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó Bitcoin hát fork thành chuỗi bằng chứng cổ phần và chuỗi bằng chứng công việc. BlackRock và các nhà quản lý tài sản khác gần như chắc chắn sẽ lựa chọn hỗ trợ fork bằng chứng cổ phần. Vì lượng Bitcoin nắm giữ lớn sẽ mang lại cho họ quyền kiểm soát trên thực tế đối với chuỗi Bitcoin mới này thông qua các quỹ ETF giao ngay của họ. Tôi sẽ nhanh chóng lưu ý rằng những nhà quản lý tài sản bị ám ảnh bởi ESG này quan tâm đến khía cạnh quản trị của Bitcoin chứ không phải khía cạnh môi trường của nó. Trong khi bằng chứng cổ phần được ca ngợi vì tính thân thiện với môi trường, đó là khía cạnh kiểm soát thực sự quan trọng. Thông tin thêm về điều đó trong mô tả. Đồng thời, giờ đây, Black và những nhà quản lý tài sản khác này có thể bán Bitcoin bằng chứng công việc mà họ nắm giữ sau đợt fork, khiến giá của nó giảm mạnh đến mức mọi công cụ khai thác Bitcoin đều không có lãi. Hiệu quả thực tế của việc này có thể sẽ là sự phá hủy chuỗi bằng chứng công việc. Sackley sau đó tiếp tục nhắc nhở mọi người rằng không chỉ các nhà phát hành stablecoin và nhà quản lý tài sản mới có thể tiếp quản ngành công nghiệp crypto. Đó cũng là các sàn giao dịch tập trung, nơi ba sàn giao dịch hàng đầu kiểm soát phần lớn khối lượng giao dịch. Theo ước tính của Sackley, chỉ có 10 thực thể có thể kiểm soát thị trường crypto. Nhưng nếu bạn nghĩ về điều đó, con số đó có lẽ còn ít hơn vì BlackRock có quan hệ đối tác với Coinbase và quản lý dự trữ USDC. BlackRock cũng có ảnh hưởng đáng kể trong chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã giải quyết một vụ kiện với Binance về cơ bản trao cho họ quyền giám sát hoàn toàn đối với sàn giao dịch. Trong mọi trường hợp, Sackley sau đó đã nói một điều gì đó hấp dẫn và đó là nếu bạn không lắng nghe những gì các tổ chức này nói, họ sẽ không liệt kê token của bạn và họ sẽ không tung ra một stablecoin trên blockchain của nó. Điều này khiến chúng tôi tự hỏi liệu trên thực tế đây có phải là lý do tại sao các Dano không có stablecoin tập trung hay không nó từ chối tuân thủ. Cụ thể, Sackley sau đó nói rằng Cardano là một trong số ít crypto đã tìm cách trốn tránh sự truy bắt của các nhà phát hành stablecoin tập trung và các đồng minh của họ. Ông cho biết kết quả của việc này là Cardano hầu như bị phớt lờ và không thể phủ nhận rằng có một số thực thể trong ngành có thành kiến chống lại nó. Sackley nhắc lại rằng nhiều người trong cộng đồng các Dano đang ngày càng mất kiên nhẫn với hành động giá của ADA và đang cố gắng mời ma cà rồng tham gia để giá ADA sẽ tăng. Sackley nói rằng anh ấy không có quyền quyết định nhưng họ cần phải biết họ đang làm gì. Đó là lý do anh ấy thực hiện video này. Anh ấy nhắc lại rằng nếu những ma cà rồng này được cho vào, cuối cùng họ sẽ có thể kiểm soát mọi thứ về các Dano. Tuy nhiên, đồng thời, anh ấy ngụ ý rằng Ada có thể bị hủy niêm yết nếu nó được giới tinh hoa crypto được cho phi hậu thuẫn cho là không xứng đáng, cho thấy rằng có thể không có một nền tảng trung gian ở đây. Bất chấp điều đó, Sackley nhấn mạnh rằng mọi thứ trong crypto đều có sự đánh đổi, không có gì miễn phí. Ông hỏi liệu mục đích của crypto là duy trì sự bất bình đẳng mà chúng ta thấy ngày nay hay để ngăn chặn nó. Ông cũng hỏi liệu mục đích của crypto là liên kết với các thực thể đã tạo ra sự bất bình đẳng này hay. Để tránh xa chúng, để nhấn mạnh quan điểm, sau đó ông nói rằng mọi sự gia tăng tập trung vào crypto đều khiến nó giống với hệ thống tài chính tham nhũng mà nó đang cố gắng chống lại. Điều này bao gồm cơ sở hạ tầng tập trung, sàn giao dịch tập trung và stablecoin tập trung vào ứng dụng. Cuối cùng, sẽ có tích hợp KYC và CBDC trên toàn bộ. Tôi sẽ nhanh chóng lưu ý ở đây rằng giám đốc điều hành Circle Jeremy Allay đã ngầm công nhận trong một cuộc phỏng vấn với Ben rằng mục tiêu cuối cùng của USDC của Circle là trở thành CBDC. Nếu bạn đã xem bất kỳ video nào của chúng tôi về CBDC, bạn sẽ biết rằng chúng sẽ trao cho chính phủ và ngân hàng trung ương toàn quyền kiểm soát cách bạn tiết kiệm và chi tiêu. Một số người sẽ nói rằng các nhà phát hành stablecoin đã thực hiện những quyền hạn này rồi, nhưng bây giờ chúng ta đừng đi đến đó. Kết quả của xu hướng tập trung hóa này sẽ là loại hệ thống được cho phép tương tự và sự hủy hoại nền tảng mà chúng ta đang thấy trong hệ thống tài chính ngày nay. Đừng tìm đâu xa ngoài các cuộc minh họa vì đại dịch ở Canada để tìm bằng chứng về điều đó. Những người minh họa và những người ủng hộ họ đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng. Xác lý kết luận bằng cách nói rằng crypto sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó tích hợp với cha phi và họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó xảy ra. Dù nó có ảnh hưởng đến các quy định hay không. Nếu bạn luôn theo dõi các quy định về crypto của chúng tôi, bạn sẽ biết rằng việc tích hợp ChaFi là mục tiêu của họ và cuối cùng, Sacly kể lại lý do Satoshi Nakamoto tạo ra Bitcoin là như thế nào, do những hành động chưa từng có được thực hiện trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và mức độ ưu tiên mà họ đặt ra. Niềm tin cốt lõi của Satoshi là crypto có thể khác. Nhưng trước tiên, chúng ta cần công nhận rằng nó vẫn giữ nguyên ở đâu? Thật không may, Sackley đã không mở rộng thêm chính xác thì crypto có thể được thay đổi như thế nào để tự bảo vệ mình khỏi sự kiểm soát của cha phi. Có thể là bằng stablecoin thuật toán hoặc cách khác. May mắn thay, điều đó khá đơn giản nhưng nói thì dễ hơn làm và sẽ đi kèm với sự đánh đổi. Như Sackley đã nói, điều này cuối cùng phụ thuộc vào quan điểm của bạn chấm cộng hòa. Âu phép tôi giải thích, chúng ta hãy quay trở lại tiền đề trong video của Sakli. Đó là truyền thống, hay còn gọi là Chaffee. Đang ăn, hay còn gọi là tích hợp, crypto chứ không phải ngược lại. Nhiều người cho rằng cần phải tích hợp ở một mức độ nào đó để nâng cao nhận thức. Ứng dụng và phát triển crypto. Các quy định về quyền riêng tư của crypto là một ví dụ tuyệt vời. Hiện tại, các quy định về crypto trên toàn thế giới cực kỳ thù địch với quyền riêng tư. Về lý thuyết, đó là vì quyền riêng tư của crypto mở đường cho hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là vì các tổ chức tài chính hùng mạnh muốn nhìn thấy mọi thứ để họ có thể kiểm soát nền kinh tế và ngăn chặn sự cạnh tranh của mình. Vấn đề là chính những tổ chức tài chính hùng mạnh này muốn có sự riêng tư hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao BlackRock và các tổ chức phát hành Bitcoin ETF giao ngay khác không tiết lộ ví nào giữ Bitcoin hỗ trợ cho quỹ ETF của họ và tại sao Bitquy lại quyết tâm bằng cách tiết lộ thông tin này trước khi các nhà điều tra on-chain tìm thấy nó. Bây giờ, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm rằng các khoản thanh toán bằng stablecoin có thể sẽ trở nên phổ biến trên toàn thế giới nhờ những nỗ lực vận động hành lang của các nhà phát hành stablecoin như Circle. Sẽ không mất nhiều thời gian để một người bình thường nhận ra rằng mọi người đều có thể xem các giao dịch và số dư stablecoin của họ và họ sẽ không thích điều đó một chút nào. Thực tế là các ngân hàng trung ương sẽ được phép bắt đầu nắm giữ crypto trên bảng cân đối kế toán của họ vào tháng 1 năm 2025 và bạn có công thức tạo ra áp lực pháp lý to lớn xung quanh việc tăng cường quyền riêng tư của crypto điều này sẽ làm tăng việc ứng dụng quyền riêng tư của crypto và thúc đẩy phát triển nhiều giải pháp bảo mật hơn bạn thấy đấy điều thú vị về crypto là nó có tính phổ quát các quy tắc tương tự ứng dụng cho tất cả những người sử dụng blockchain chừng nào điều đó còn tiếp tục xảy ra thì chúng ta có thể sẽ thấy một kịch bản trong đó các cá nhân và tổ chức quyền lực bắt đầu thúc đẩy các giá trị crypto vì làm như vậy là vì lợi ích riêng của họ nếu bạn không bị thuyết phục hãy xem xét điều sau các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện đang trong quá trình phát triển loại tiền kỹ thuật số của riêng họ bạn có nghĩ rằng các ngân hàng trung ương này sẽ tin tưởng vào các loại tiền kỹ thuật số của nhau khi việc tịch thu hoặc đóng băng các tài sản này chỉ bằng một nốt bấm trở nên dễ dàng vâng câu trả lời là không sẽ có nhu cầu lớn về một loại tiền kỹ thuật số trung lập đáng tin cậy nào đó Đặc biệt khi chúng ta bước vào một thế giới bị phân mảnh về mặt địa chính trị hơn. Bây giờ, theo quan điểm của chúng tôi, Bitcoin của Bitcoin có vị trí hoàn hảo để đóng vai trò này và theo báo cáo, nó đã được một số quốc gia sử dụng để giao dịch. Không chỉ vậy, một số quốc gia được cho là đang tự khai thác Bitcoin. Điều này có thể tạo ra một kịch bản trong đó các quốc gia sử dụng Bitcoin để giao dịch bắt đầu cạnh tranh trong việc khai thác để đảm bảo rằng blockchain Bitcoin vẫn trung lập. Fidelity, một nhà quản lý tài sản khác, thực sự đã dự đoán điều gì đó tương tự như vậy. Và điều này liên quan đến tuyên bố của Sarkly về việc các nhà quản lý tài sản có thể kiểm soát Bitcoin bằng cách kiểm soát giá trị của Bitcoin. Khi bạn hiểu rằng đề xuất giá trị lớn nhất của Bitcoin là nó là loại tiền kỹ thuật số trung lập đáng tin cậy mà không ai có thể kiểm soát. Bạn hiểu rằng việc kiểm soát Bitcoin sẽ phản tác dụng. Nói cách khác, nếu blackrock và các nhà quản lý tài sản khác nắm quyền kiểm soát bitcoin thì lợi thế bán hàng chính của nó sẽ đồng thời biến mất hậu quả của điều này có thể là dòng tiền lớn chảy vào các tài sản khác mà các nhà quản lý tài sản không thể kiểm soát chẳng hạn như vàng và thậm chí cả các loại crypto khác nghĩ mà xem những dòng tiền đó thậm chí có thể chảy vào đợt fork bitcoin bằng chứng công việc bây giờ người ta cũng rất dễ quên Khối tài sản khổng lồ và tầm ảnh hưởng của BlackRock về cơ bản phụ thuộc vào quyền lực tối cao của Hoa Kỳ và đồng đô la Mỹ. Nếu bạn đã xem video của chúng tôi về các quốc gia BRICS, bạn sẽ biết rằng có thể chúng ta đang bước vào một chu kỳ hàng hóa mới có thể làm tăng sức mạnh của BRICS. Bây giờ, hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó một trong các quốc gia BRICS triển khai Bitcoin ETF giao ngay cho Bitcoin bằng chứng công việc từ Fox bằng chứng cổ phần của BlackRock và nhận được dòng tiền vào hàng chục tỷ đô la. Tôi không nói rằng điều này sẽ xảy ra. Tôi nói rằng bạn cần thu nhỏ và nhìn thấy bức tranh lớn hơn trước mặt chúng tôi. Tuy nhiên, tất nhiên, đây đều là vấn đề dài hạn và nó cũng không ảnh hưởng đến phần còn lại của thị trường crypto. Trong ngắn hạn, có vẻ như phần còn lại của crypto có thể được tích hợp với cha phi theo một cách rất khó chịu. Điều này thực sự đã được dự đoán bởi những kẻ chặn nhỏ trong cuộc chiến kích thước khối. Nếu bạn đã xem video của chúng tôi về cuộc chiến kích thước khối, bạn sẽ biết rằng các nhà đầu tư Phi đã từng cố gắng kiểm soát Bitcoin bằng cách tăng kích thước khối của nó. Họ đã thất bại và sau đó chuyển trọng tâm sang các loại crypto khác, cụ thể là Ethereum, kể từ thời điểm đó. Nó diễn ra đúng như dự đoán của những kẻ chặn đường nhỏ. Về cơ bản, nếu mục tiêu của crypto là cạnh tranh với hệ thống tài chính truyền thống về những thứ như tốc độ và chi phí, thì đó sẽ là một cuộc đua xuống đáy về mặt tập trung. Đây chính xác là những gì chúng ta đã thấy trong thập kỷ qua. Mọi loại crypto thế hệ tiếp theo đều được tập trung hơn thế hệ trước. Không có gì đáng ngạc nhiên. Kết quả là những loại crypto này trở nên dễ bị quản lý nắm bắt, giống như BlackRock có thể kiểm soát Bitcoin. Các loại crypto tập trung tuân theo các quy định của phi cuối cùng sẽ khiến chúng không khác gì các giải pháp phi hiện có và sẽ không có ai sử dụng chúng. Đây là điều mà các nhà đầu tư vào các dự án crypto này có lẽ đã biết. Do đó, tại sao họ đột nhiên chuyển hướng sang phi tập trung nhất có thể? Tuy nhiên, nếu bạn đã xem video của chúng tôi về phi tập trung, bạn sẽ biết rằng nó không là số lượng nốt và chính xác thực. Đó cũng là số lượng nhà phát triển làm việc trên blockchain việc phân phối token hoặc token đặc biệt đối với các block trên bằng chứng cổ phần và thậm chí cả cơ sở hạ tầng đang được sử dụng bởi các nhà khai thác và người xác thực rõ ràng sự đánh đổi của việc phi tập trung trên tất cả các số liệu là tốc độ chậm hơn và chi phí cao hơn và điều này đưa chúng ta trở lại vấn đề cơ bản đó là hầu hết crypto đang cố gắng cạnh tranh với cha phi về chi phí và tốc độ Điều này đã tạo ra một cuộc đua xuống đáy để tập trung hóa và nếu nó tiếp tục. Một ngày nào đó, loại crypto được chấp nhận nhiều nhất sẽ được chạy trên một máy chủ duy nhất tại cục dự trữ liên bang. Bây giờ có lẽ chúng ta đã nhầm, nhưng đó không phải là mục đích của crypto. Vậy giải pháp là gì? Nói tóm lại, đó là để ngành công nghiệp crypto học được tầm quan trọng của việc phi tập trung một cách khó khăn. Giống như hầu hết mọi thứ trong xã hội hiện đại, Cách duy nhất bạn có thể chúng tôi sẽ nhận được sự thay đổi với một số cú sốc. Trong trường hợp này, Circle có thể quyết định Fox Solana nào sẽ thắng trong tương lai. Có thể là Tier sẽ đóng băng số USDT mà mọi người nắm giữ cho đến khi họ hoàn thành KYC. Có thể là Coinbase cấm chuyển crypto đến và đi từ ví cá nhân, giống như nhiều cơ quan quản lý muốn làm. Đó có thể là Ethereum ETF do ngay của BlackRock nắm quyền kiểm soát Ethereum với tất cả số ETH mà nó chắc chắn sẽ nắm giữ giờ đây chỉ khi những điều này bắt đầu xảy ra thì nhà đầu tư và người dùng crypto thông thường mới hiểu được tầm quan trọng của việc phi tập trung như tôi đã đề cập trước đó đây là điều mà nhiều cá nhân và tổ chức có quyền lực cũng sẽ bắt đầu hiểu và cuối cùng các loại crypto mới phi tập trung hơn sẽ xuất hiện tuy nhiên với một chút may mắn nó sẽ không đến mức đó ngành công nghiệp crypto sẽ nhận thấy những mối đe dọa này đến từ khoảng cách xa một dặm và sẽ điều chỉnh cho phù hợp và dường như có một số dấu hiệu ban đầu về điều này với cơ sở hạ tầng phi tập trung mới các giao thức bảo mật và thậm chí cả các stable coi thuật toán nhận được nguồn tài trợ của quỹ đầu tư mạo hiểm điều này thoạt nhìn có vẻ đáng ngạc nhiên nhưng khi xem xét kỹ hơn nó có lý vì xét cho cùng những gì các thực thể như blackrock Coinbase và Circle đều muốn làm là kiếm tiền, giống như hầu hết mọi người trong lĩnh vực crypto. Đầu tư và đổi mới có xu hướng mang lại lợi nhuận. Đó là lý do tại sao họ thúc đẩy các quy định ủng hộ crypto. Bây giờ, bạn có tin hay không, nhưng có vẻ như chính các chính phủ, ngân hàng lớn và ngân hàng trung ương đang nắm giữ crypto. Rốt cuộc, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn nhất từ sự đổi mới của crypto. Và nghe có vẻ điên rồ nhưng BlackRock và đồng bọn có thể thực sự đứng về phía chúng ta trong trận chiến này. Mặc dù chúng tôi chắc chắn sẽ không tin tưởng họ. Nghiêm túc mà nói, hãy tự hỏi bản thân, điều gì có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn việc thay thế các chính phủ? Các ngân hàng lớn và ngân hàng trung ương. Được rồi, đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Và nếu bạn học được điều gì mới, hãy cho chúng tôi biết bằng cách nhấn nút thích đó. Nếu bạn muốn tiếp tục học, hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo đó. Nếu bạn muốn giúp người khác học hỏi thì hãy dành một giây để chia sẻ video này với họ. Được rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem và tôi sẽ gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.